các bác cứ yên tâm là trên video như nào thì bên ngoài sản phẩm như vậy, đúng không ạ? Bên em thì không làm ăn theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó được đấy. Xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại với tiếp theo của Lâm Huy Audio. Nhân dịp ngày lễ Noel thì Lâm Huy Audio sẽ dành tặng cho các bác một phần quà trị giá 1.500.000 đồng và giảm giá đối với những câu hình combo như các bác nhé. Đấy, áp dụng từ ngày hôm nay đến hết ngày 25 tháng 12, đúng không ạ? Và phần quà là gì thì các bác cùng đợi xem nhé. Đấy, và đầu tiên thì em muốn giới thiệu với các bác sẽ là một con 506 sò sa ken này, đúng không ạ? Rang gu 506 nhé các bác nhé. Đấy, hoàn toàn là sò sa ken rồi, đúng không ạ? Hiện tại thì bên em đã đập tung nội thất 3 con ra đây rồi, đúng không ạ? Để so sánh cho các bác cùng xem đây rồi. Và đối với hình thức của con này, đúng không ạ? Đặc điểm đầu tiên nhận dạng sò sa ken thì con sò sa ken này sẽ là dài và rộng hơn so với sò tô, đúng không ạ? Đấy. Đấy, các bác cứ lưu ý cho em, đúng không ạ? Là con sò tô sẽ là sò vuông nhé các bác nhé. Đấy, và sò sa ken sẽ là sò hình chữ nhật này, đúng không ạ? Và đây là quả nguồn của nó này, đúng không ạ? Đấy, Amazon in Korea đây, đúng không ạ? Đây, tất cả những linh kiện của nó là Hàn Quốc nhé các bác nhé. Đấy, chuẩn Hàn Quốc luôn. Đây là hai tụ này, đúng không ạ? Và con này thì chạy bằng một cái IC 50195, đúng không ạ? Đấy, IC chuẩn của Hàn Quốc, đúng không ạ? Như các bác nào đã chơi qua dòng âm ni hoặc là đang am hiểu về âm thanh, đúng không ạ? Thì các bác cũng biết là cái IC 50195 thì nó chất lượng như nào rồi, đúng không ạ? Đấy, đây là IC 50195 nhé các bác nhé. Đấy, về chất lượng của con Jaguar 506 sò sa ken này thì không phải bàn cãi gì nhiều rồi, đúng không ạ? Còn về hình thức đằng sau của con này thì vẫn là tem mác của Hàn Quốc đầy đủ nhé các bác nhé. Đấy, đầy đủ của tem mác Hàn Quốc, đúng không ạ? Đấy, và đây là bốn cái cổng tín hiệu vào này. Đấy, và những cái đường tín hiệu output này, đúng không ạ? Ví dụ đường ra súp này, đúng không ạ? Đường Z out này, đúng không ạ? Đấy, và đường mic out này. Đấy, và bên này sẽ là cổng tín hiệu vào này, đúng không ạ? Đấy, input 1, input 2 đây, đúng không ạ? Đấy, và bên này cũng có cổng tín hiệu ra loa này. Đấy, các bác có thể chơi được hai cặp loa nhé các bác nhé. Đấy, các bác cứ yên tâm là trên video như nào thì bên ngoài sản phẩm như vậy, đúng không ạ? Bên em thì không làm ăn theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó được. Đấy, tất cả những nội thất bên trong con này thì bác cũng xem qua video rồi, đúng không ạ? Đấy, hoàn toàn là chuẩn xịn nhé các bác nhé. Đấy, ở bên ngoài thị trường thì những cái dòng Jaguar 506 này thì hàng nhái rất là nhiều. Đấy, rất là giống sò tô các bác nhé. Đấy, các bác có phân biệt những sò sa ken và sò tô, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là con IC 50195, đúng không ạ? Đấy, về hình thức bề mặt của con này thì hoàn toàn bằng lum béo nhé các bác nhé. Đấy, lum béo hoàn toàn 100%, đúng không ạ? Đấy, có nhiều bác khách hàng thì cứ cãi với bên em là không phải lum béo đâu. Đấy, đây sản phẩm này thì bên anh cũng có rồi, không phải lum béo. Đấy, đây không là lum béo hay là lum gì các bác? Đấy, lúng gầy, đúng không ạ? Những cái volume màu đỏ này ở hai bên, đúng không ạ, sẽ là volume tổng như các bác nhé. Đấy, và bên này sẽ là đèn hiển thị thông số ở 4 kênh này, đúng không ạ? Đấy, và công tắc bật mở đây, đúng không ạ? Các bác bật công tắc lên, đúng không ạ, thì cái đèn này sẽ báo lên, đúng không ạ, thì là được nhá. Đấy, và giá niêm yết của con Ami 506 sò sa ken này thì là 4.500.000 đồng, đúng không ạ? Và bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển, và khi các bác nhận hàng thì các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn, đúng không ạ? Và đúng hàng đúng sản phẩm như trên video thì các bác nhận hàng giúp em nhé. Đấy, và bác nào đang quan tâm về sản phẩm thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0976 366 805. Và tiếp tục cho cái video ngày hôm nay thì là một cái phần quà quan trọng nhất của video ngày hôm nay, đúng không ạ? Là một phần quà trị giá 1.500.000 đồng. Đấy, là khi các bác mua combo bên em thì các bác sẽ được tặng thêm một bộ mic BS500. Đấy, đây là một bộ mic của EBV đồ như các bác nhé. Đấy, trị giá 1.500.000 đồng, đúng không ạ? Và đây là tay mic của nó này, đúng không ạ? Đấy, đối với tất cả những mẫu mic chính hãng của EBV đồ thì luôn luôn có một cái logo của EBV đồ đây, đúng không ạ? Đấy, đấy, các bác mà hát gia đình thì các bác chơi bộ mic này rất là ok nhé. Đấy, và có mic có âm ly rồi, đúng không ạ? Thì không thể thiếu được sẽ là một đôi loa KI512. Em sẽ kết hợp với combo lần này, đúng không ạ? KI512 hàng bãi siêu lướt nhé các bác nhé. Đấy, về hình thức của con này thì em đã làm khá là nhiều cái video đập tung hết cái nội thất bên trong của nó ra rồi. Đấy, đầu tiên về hình thức bên ngoài của con này, đúng không ạ? Sẽ là một tấm mê căng bằng mặt mạ nhôm phai cao cấp này, đúng không ạ? Để tạo cái độ cứng cáp hơn cho con loa này. Đấy, và bên này sẽ là một tấm mê căng bằng vải lụa, đúng không ạ? Và ở giữa sẽ là một đường kẻ chỉ màu hồng có logo của JB Entertainment đây, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là cái logo này có thể phát sáng nhé các bác nhé. Đến cái mức độ âm thanh nhất định thì cái logo sẽ phát sáng lên, đúng không ạ? Bên này sẽ là hai cái lỗ thông hơi này, đúng không ạ? Đấy, đây là hai cái lỗ thông hơi, đúng không ạ? Đấy, và bên trên của nó sẽ hỗ trợ, đúng không ạ? Sẽ là ba con ốc này, hai ốc lổi và một ốc chìm. Đấy, để hỗ trợ các bác treo tường hoặc chơi những cặp loa full, đúng không ạ? Đấy, và về hình thức đằng sau của con này thì em sẽ đi qua một chút cho các bác cùng xem nhé. Đấy. Sẽ có một cái tem thông số của KI512 đây, đúng không ạ? Đấy, và con này Make in China này, đúng không ạ? Và trở cáng sẽ là 8 ôm này. Đấy, và số series và phân số xưởng này đầy đủ nhá. Logo của JBL đây, đúng không ạ? Và bên dưới sẽ là hai cộng đồng này. Đấy, chống ăn gì nhé các bác nhé. Đấy, đối với những tín hiệu cộng đồng này thì tín hiệu cho vào rất là tốt rồi. Bên dưới sẽ là có một cái công tắc bật mở của logo Fighting. Và giá niêm yết của bộ dàn combo này ngày hôm nay chỉ còn có 11.300.000 đồng thôi. Đấy, và bên em sẽ hỗ trợ tặng thêm cho các bác một phần quà nữa, đó là một bộ mic BS500 nữa. Đấy, bác nào đang quan tâm về sản phẩm thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0976 366 855. Và ngay bây giờ thì bên em sẽ tiến hành test chất lượng âm thanh cho tất cả các bác cùng nghe nhé. Thank you.
Mắt dần dần